Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình xin phép được mở tiếp MQ Ritsu Model 1009 ra để anh em cùng chém gió xem là bên trong cái em đồng hồ này nó có những cái gì, để anh em mình cùng xem luôn nhá. Con này thì em đã sử dụng qua rồi ạ. Nói chung là đo về diode thông mạch và đo điện áp thì thấy rất ok, và nó có cả chế độ đo chống đo nhầm. Đây nó có hai con ốc. Nói chung mở con này nó cũng khá là dễ anh em ạ. Về chất liệu nhựa và cầm trên tay thì nó cũng vừa vặn với cái tay mình luôn. Con này thì không có chống nước, chống nước gì hết. Nên là anh em đi đâu công trường là cũng nên chú ý, ví dụ nước mưa, nước miếc chẳng hạn là phải chú ý. Đây, sau khi mở ra thì chúng ta quan sát thấy là nó có hai cái cầu chì này. IC đổ bằng IC cứt gà ấy, đổ bằng đất hiếm đấy. Với hai viên pin AA. Để mở được cái này ra chúng ta phải mở tất cả những cái con ốc, kể cả ốc khay pin và ốc của mấy cái nút cắm đấy, rắc cắm nối vào cái que đo ấy, là chúng ta phải mở ra. Đấy, chúng ta mở hết ra như này. Trong khi chờ đợi mở ốc ra, mở hết từng con ốc ra một. Linh kiện chúng ta nhìn thấy bao gồm tụ này, loa này, IC, có một con IC tổng thôi nhá. IC được dán luôn ở trên bo mạch luôn. Cầu chì 10A. Đấy, nhấc lên nhẹ là nó sẽ lên luôn. Đây, toàn bộ cái mạch của nó đây anh em ạ. Đây là mặt sau. Mặt tiếp xúc với màn hình và các cái tiếp xúc của núm vặn thì có hai dây nguồn cấp vào, rất đơn giản. Đây, tiếp xúc và màn hình hiển thị bằng nhựa đen nhé anh em nhé. Pin thì anh em có thể dùng pin AA hoặc là pin sạc. Nếu mà anh em có điều kiện thì mua pin sạc xong mà gắn vào đấy cũng được, khá là ok ạ. Sau đó chúng ta lại đặt lại bình thường. Anh em bắt từng con ốc vào. Nói chung là để tháo lắp con này cũng khá đơn giản anh em ạ.
chỉ có main duy nhất, một main và bộ chứa pin đấy. Khá là đơn giản. Hai cầu chì, một cái loa với linh kiện đấy, toàn bộ linh kiện anh em có thể nhìn thấy, quan sát thấy nhé. Bên ngoài nó có hai con ốc nữa, vặn vào là xong. Đây, sau đây mình xin được đo test điện trở. Cái chân đen là anh em cho cắm vào cổng côm này, còn chân đỏ thì cổng V ôm. Đây là hai con rô, mình đã có chỉ số điện trở sẵn ở đây rồi. Mình sẽ đo cho anh em xem tốc độ của nó. Đấy, sau khi giữ vào rồi là khoảng nó sẽ bị trễ. Anh em sẽ cảm nhận được cái độ trễ trên màn hình. Là chip của nó phải xử lý một lúc nó mới đưa ra được con số chính xác cuối cùng. Nói chung là dòng một chip thì cũng không thể nhanh được anh em ạ. Tiền nào phải đấy. Con này 2,9 ohm này. 2,9 ohm thì đo được bao nhiêu ohm. Nếu mà anh em đã dùng cái con đồng hồ mà nó tốc độ nhanh rồi ấy, mà dùng sang những con đồng hồ chậm thì chắc là mình nghĩ là anh em sẽ khó có thể dùng được. Đây, con này 2,6 ohm nhé. Đo diode thì nó khá là nhanh. Chúng ta chuyển sang thang đo diode đó. Auto thì không thấy cái hiện tượng. 4,2. Chuyển sang diode thì đo ok luôn. 0,5. 0,513. Đo vôn này, anh em chuyển sang đo vôn nhé. Đây là pin li-ion 3,7 V. Quả này còn 3,2 V, hơn 3,2 V. Đấy, sau khi anh em nhìn vào cái đồng hồ thì anh em có thể biết được là cái tốc độ xử lý của nó ở cái độ trễ là bao nhiêu, để anh em có thể đưa ra được cái lựa chọn cho mình phù hợp. Đây, mình sẽ đo 220 V này. Đồng hồ hiển thị là 230 V. Có điểm áp khu vực này là khá là khỏe.
Và video của mình đến đây là tạm tạm dừng nhá. Anh em hãy đăng ký kênh bên mình để có những video mới nhất mình sẽ gửi tới anh em. Tạm biệt anh em nhá.